Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Quốc hội trong tuần của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chuyên mục Quốc hội trong tuần sẽ gửi đến khán giả góc nhìn toàn diện về các hoạt động của Quốc hội trong tuần vừa qua. Tuần qua, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tại kỳ họp này, tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội đã thực sự lan tỏa, thấm nhuần và được thể hiện đậm nét trong từng quyết sách, hoạt động của Quốc hội, để lại những dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp đối với cử tri và đồng bào cả nước. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận nhất trí cao. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó lưu ý dự báo về những khó khăn thách thức phải đối mặt trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ và có kết quả cụ thể các yếu kém điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, dự án doanh nghiệp yếu kém thua lỗ, việc thiếu hụt nguồn cung ứng xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, v.v. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022-2023. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc xây dựng pháp luật. Trong đó, đối với dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, nhiều mặt và đã thống nhất với Chính phủ quyết định chưa xem xét thông qua tại kỳ họp này để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết thực cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nhưng vẫn đảm bảo thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 như dự kiến của Quốc hội và Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của kỳ họp, nên mặc dù có những điều chỉnh nhất định về chương trình, bổ sung thêm nội dung, nhưng vẫn đảm bảo sự thông suốt, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và thực hiện thành công chương trình kỳ họp, với sự đồng thuận, thống nhất rất cao và thời gian được rút ngắn hơn. Trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, có 6 dự án luật đã được Quốc hội thông qua. Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu với một số dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Việc dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai. Dẫn chứng một thực trạng tồn tại lâu nay, đại biểu Huỳnh Thanh Phương cho biết, trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn tồn tại hai giá khác nhau. Giá trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá thực tiễn để trốn nghĩa vụ thuế với nhà nước. Nguyên nhân chính là do bảng giá đất nhà nước ban hành quá thấp so với giá thị trường. Cử tri cho rằng một trong những nguyên nhân là do thế chuyển quyền sử dụng đất hiện quá cao, trong khi bảng giá đất do nhà nước ban hành là quá thấp so với giá thị trường, nên tình trạng này tồn tại lâu nay chưa giải quyết được. Do đó, làm thế nào để xác định giá đất sát với giá thị trường là điều mà luật phải tính toán kỹ và cần quy định chặt chẽ công tác công khai thông tin tuyên truyền về giá để hạn chế tình trạng sốt đất ảo, giúp cân bằng ổn định về giá thị trường, có chế tài xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ lướt sóng tạo giá ảo về đất gây nhiễu loạn thị trường đất đai. Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định ngay trong dự thảo luật cụ thể khung giá đất để Quốc hội cho ý kiến thống nhất, đồng thời làm rõ thẩm quyền trách nhiệm nghĩa vụ của hội đồng thẩm định giá. Cũng trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Các đại biểu cho rằng hiện nay tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do chậm hoàn thành các thủ tục đấu thầu đang ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh, khiến cho người bệnh phải chịu nhiều thiệt thòi, tốn kém và quyền lợi không được đảm bảo. Do vậy, cần quy định cụ thể trong luật về lĩnh vực đấu thầu thuốc và vật tư y tế, bởi đây là lĩnh vực đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện nay.
Nêu dẫn chứng về bất cập trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mục đích của đấu thầu là để có những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp, nhưng với việc quy định quá nhiều quy trình trong đấu thầu hiện nay đã không giúp ngành y tế đạt được mục đích trong việc đấu thầu, bởi vừa làm tăng thời gian, công sức nhưng cũng không tạo được hiệu quả chống tiêu cực. Quy định chọn giá kế hoạch cần phải căn cứ theo thị trường, không thể căn cứ vào giá trúng thầu của năm trước để làm giá kế hoạch của năm sau, dẫn đến giá đấu thầu thuốc ngày càng thấp và chất lượng thì không đảm bảo. Chúng ta làm sao để bảo đảm được giá rẻ nhất nhưng mà cái chất lượng phải bảo đảm? Thì tôi nhận thấy là trong cái tiêu chí đấu thầu thuốc ấy, nó thiếu một cái tiêu chí hết sức là quan trọng. Đó chính là cái đánh giá của bác sĩ điều trị về cái thuốc đó. Và cái này nó phải chịu trách nhiệm một cách công khai minh bạch bởi hội đồng thuốc và điều trị. Tôi đồng ý là đây là một vấn đề có cái tính đôi khi là hơi cảm tính. Và sau này nếu như những cơ quan kiểm tra, điều tra thì người ta sẽ có thể là kết luận tại sao không chọn cái thuốc rẻ hơn mà lại chọn thuốc này giá đắt hơn vân vân và vân vân. Cho nên nó rất cần có những cái quy định cụ thể về vấn đề này. Đừng có nhìn ai cũng thành tội phạm. Đây là một cái loại hình hàng hóa, một cái loại hàng hóa hết sức đặc biệt và đặc thù và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Nên cái việc mà cần có cái quy định rõ ràng cụ thể là hết sức cần thiết và cấp bách. Tôi sẽ rà soát lại để làm sao cho nó đầy đủ, bao quát, thuận lợi trong cái quá trình mà mua sắm các cái trang thiết bị y tế. Đây là một cái loại hình. Trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, giáo viên nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cuộc gặp mặt này là hoạt động ý nghĩa, thấm đượm tình đoàn kết giữa các dân tộc, minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trước cử tri cả nước trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên gần gũi lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để truyền tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội. Chủ động tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét quyết định để Quốc hội hoạt động ngày càng chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhà giáo tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như kiến nghị, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nhằm xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh quốc phòng, hội nhập với sự phát triển chung của cả nước, xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát huy tối đa tiềm lực của nền tri thức, khoa học công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trò chuyện chia sẻ với bà con nhân dân tại khu dân cư phường Quán Thánh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo ân cần hỏi thăm đời sống tinh thần của bà con, vui mừng khi được chứng kiến những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đạt được. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền Hà Nội, quận Ba Đình, các cán bộ và tầng lớp nhân dân phường Quán Thánh quán triệt sâu sắc để thực hiện thật tốt chủ trương này. Các cấp ủy chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh giác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết. Mỗi gia đình thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phường Quán Thánh tiếp tục sẽ là điểm sáng trong thực hiện đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.
Tại ngày hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và nhân dân tổ dân phố số 6 đã ôn lại truyền thống 92 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 6 cho biết, luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng, nguyện phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc. Phát biểu tại ngày hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng rằng trong thời gian tới, tổ dân phố số 6 sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh và giàu đẹp. Tối ngày 15 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại sự kiện, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, phường Liễu Giai đã tặng quà động viên các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn, trao tặng 20 suất quà của cá nhân lãnh đạo trung ương mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các gia đình chính sách tiêu biểu, các gia đình vượt khó vươn lên tổng trị giá 20 triệu đồng, 32 suất quà trích từ quỹ vì người nghèo và 5 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình tổng trị giá 37 triệu đồng. Sáng ngày 16 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư khu 6 xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Thanh Thủy và liên địa bàn dân cư khu 6 xã Tân Phương nói riêng. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng cho biết, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn gắn với ngày pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11 là dịp để tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật tới mọi người dân, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người dân, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội. Tại đây, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tặng quà động viên các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xóm An Cư, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự đổi thay, phát triển của xóm với những kết quả nổi bật, như với 95% người dân theo đạo Thiên Chúa. Nhiều năm qua, bà con xóm An Cư đã thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, chỉ còn 2,3%. Trong năm, khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa, có 175 trên 191 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 91,6%. Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng nhân dân xóm An Cư bức tranh Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn, tặng quà cho 5 hộ nghèo và gửi tặng 500 chiếc áo ấm cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Văn Hải và huyện Kim Sơn. Tuần qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My, huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bắc Trà My bày tỏ sự vui mừng với thành công của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế của huyện. Nhiều cử tri kiến nghị việc chậm trễ trong đấu thầu thuốc và thiết bị y tế dẫn đến nhiều trường hợp không được cứu chữa kịp thời. Không đấu thầu được thuốc và thiết bị y tế, nó có hai phần. Một là mắc về cơ chế, cái thứ hai là sau các cái vụ vừa rồi, chứ không phải do luật đâu, do cái tâm. Đấu thầu rồi vụ án Việt Á, rồi đấu thầu y tế chỗ này chỗ khác là tiêu cực, chứ không phải nhà nước đâu có bảo tại luật đấu thầu mà xảy ra cái vụ Việt Á. Cái này phải nhìn nhận một cách nghiêm túc là như vậy, không phải do luật, do chủ quan thì phải xử lý. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ niềm vui khi trong thời gian qua Bắc Trà My đã xây dựng và đa dạng hóa được nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp, xuất khẩu được ra nước ngoài. Giao thông đã được đầu tư, nhất là tuyến đường từ huyện Bắc Trà My đến trung tâm tỉnh đang được triển khai. Chiều 17 tháng 11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh. Cử tri kiến nghị về nạn phân bón giả, thuốc trừ sâu giả khiến sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Đầu ra sản phẩm sau bao nhiêu năm vẫn bấp bênh, không xuất khẩu được, bị ép giá. Sách giáo khoa thay đổi thường xuyên khiến chất lượng giảng dạy bị ảnh hưởng. Bất cập trong giải quyết đền bù giải tỏa, chia tách đất đai tại địa phương, nhất là liên quan xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, khiến các vụ việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định sẽ kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tập trung giải quyết bảo đảm quyền lợi của nhân dân.
Trong tuần qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự buổi tham vấn của Ủy ban Nhân dân tỉnh lấy ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Thái Bình được xây dựng đảm bảo chất lượng, bám sát thực tiễn của địa phương, bổ sung một số tư tưởng chiến lược mới mang tính đột phá như lấn biển, phát triển hệ thống cảng biển, năng lượng tái tạo. Từ ba kịch bản tăng trưởng, vừa phải, cao và bứt phá, vượt bậc mang tính đột phá, tỉnh Thái Bình lựa chọn kịch bản thứ hai với mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 là 13,4% và 8 đột phá chiến lược. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng tình với lựa chọn này, đề nghị tỉnh phải có phương án mở trong mục tiêu tăng trưởng của từng năm. Bình quân của cả giai đoạn nó như thế, nhưng trong điều kiện mà thuận lợi đấy, thì có những năm hoặc có những giai đoạn vài ba năm liền là sẽ phấn đấu bứt phá ở cái mức kịch bản 3, thậm chí cao hơn. Nhưng mà đột ngột, ví dụ một cái ông Covid gì đấy, ông xuất hiện chẳng hạn, thì một cũng khó. Khi thuận lợi thì mình vỗ tay thật mạnh, nhưng mà khi mà khó khăn ấy, thì mình cũng không lùi bước, nhưng mà cũng phải có cái dự phòng, cái phương án như vậy. Liên quan đến các đột phá phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngay tại thời điểm này, địa phương phải cần triển khai ngay một số chủ trương mà không đợi đến khi quy hoạch được phê duyệt, nhất là tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng không gian lấn biển. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, tuần qua Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Dương. Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp vừa qua nhiều dự án luật có tác động lớn đến đời sống của người dân đã được đưa ra bàn thảo, xem xét kỹ lưỡng trước khi thông qua, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đoàn đại biểu trong cái xây dựng pháp luật thì đã quyết định 6 cái bộ luật quan trọng và cho ý kiến vào 8 cái dự án luật khác. Cũng báo cáo với quý vị cử tri là theo dự kiến thì cái luật khám chữa bệnh lẽ ra kỳ họp thứ tư là phải thông qua vì kỳ họp thứ ba đã cho ý kiến rồi. Nhưng mà vì còn nhiều ý kiến khác nhau và có những nội dung chưa đủ chín, đủ rõ thì tiếp tục để lại để kỳ họp sau sẽ thông qua. Thì đấy là cái cách làm mới của chúng ta để đảm bảo cái chất lượng nhất trong cái việc xây dựng pháp luật, tránh cái việc mà ban hành rồi lại phải sửa đổi thì chúng ta phải làm kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương, triệt để tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó nâng cao tối đa hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đất nước để phát triển nhanh và bền vững. Trong tuần qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã tiếp ông Andreas Larem, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Đức ASEAN. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực và càng được thắt chặt hơn sau chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Phó Chủ nhiệm Đôn Tuấn Phong đề nghị phía Đức tăng cường quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước, đề nghị Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU, EVIPA, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương. Về phần mình, ông André Larem, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Đức ASEAN khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy Quốc hội Đức thông qua Hiệp định EVIPA, ủng hộ mạnh mẽ chính sách của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, đồng thời cho biết nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, Đức mong muốn đón đoàn nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam sang thăm trong thời gian sớm nhất. Cũng trong tuần qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Mexico Nguyễn Thị Kim Thúy đã tiếp Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mexico Fernando González Saife. Trao đổi tại buổi gặp mặt, hai bên tiếp tục khẳng định thời gian qua mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Mexico không ngừng được coi trọng, tăng cường và phát triển với việc hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương. Hiện vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong mối quan hệ hợp tác song phương hai nước chưa phát huy hết. Do đó, hai bên cần đẩy mạnh mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực để hướng tới việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, bền vững và đi vào chiều sâu. Hai bên cũng đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm như tình hình kinh tế xã hội, địa chính trị, công tác lập pháp. Qua đó bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt giữa các ủy ban, phát huy hơn nữa vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.
Chuyên mục Quốc hội trong tuần xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12:30 thứ 7 tuần sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.